Mọi người chiến đấu. Bạn đang nghe sách từ sách gọn.com. Phần 1. Thông tin chi tiết về cuộc chiến mọi người của Kim và Pen Holderness. Phần 2. Tổng quan. Kim và Pen Holderness tiết lộ bí mật của họ để giao tiếp lành mạnh và chiến đấu có lợi trong mọi người đều chiến đấu 2021. Nhờ lời khuyên của cố vấn hôn nhân, cặp vợ chồng này đã học được tầm quan trọng của việc đương đầu với những chủ đề mà họ thường tránh né, chẳng hạn như sự gần gũi về tình dục quyết định tài chính và những chủ đề khó khăn khác liên quan đến mâu thuẫn của họ. Sau đó, Kim và Pen đã thử nghiệm các kỹ thuật dạy các cặp đôi cách biến những cuộc cãi vã của họ từ một mớ hỗn độn thành những cơ hội học tập hiệu quả để mang họ lại gần nhau hơn nữa. Trong mọi người chiến đấu, họ mổ xẻ những cuộc chiến của mình và chia sẻ những điều khôn ngoan mà họ nhận được để các cặp đôi có thể cảm thấy gần gũi với nhau hơn, được yêu thương nhiều hơn và hiểu rõ hơn. Phần 3 yêu từ cái nhìn đầu tiên. Khi Ben và Kim gặp nhau, họ đã có một kết nối ngay lập tức, cảm giác như đã quen nhau từ lâu. 9 tháng sau cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ, Ben đã cầu hôn Kim. Kim chưa bao giờ cho rằng hôn nhân là rất nhiều công việc. Ben từng hẹn hò với những người mà anh ấy không yêu trong một thời gian dài, vì anh ấy khao khát được bầu bạn và thân mật mà không quá nghiêm túc. Vậy mà khi gặp Kim, anh không bao giờ muốn chia tay. Trong 15 năm tiếp theo, Kim và Ben đã trải qua nhiều thay đổi khi trở thành một cặp. Kim và Ben có con và thành lập công ty riêng. Sau đó, họ nhận ra rằng họ vẫn yêu nhau nhưng cảm thấy khó có thể liên tục hòa hợp và bị thu hút bởi một người khác. Họ sẽ chiến đấu mọi lúc và biến nhau thành mớ hỗn độn. Một cuộc hôn nhân lành mạnh có nghĩa là học cách không đồng ý mà không dẫn đến một cuộc chiến lớn mỗi lần. Đặc biệt trong đại dịch Covid-19, nơi mọi người dành tất cả thời gian của họ với vợ chồng của họ. Mọi mối quan hệ đều cần được duy trì thường xuyên, vì bỏ qua một vấn đề sẽ dẫn đến những rắc rối lớn hơn. Các cặp vợ chồng nên cố gắng làm cho cuộc chiến của họ trở nên hữu ích để hôn nhân của họ có thể phát triển. Các quy tắc cần được đặt ra để tránh một số hành vi, chẳng hạn như cố ý làm tổn thương bạn đời của bạn, vì hôn nhân dựa trên sự tôn trọng và tình yêu. Phần 4. Vô hại biến thành có hại, Đôi khi những cuộc trò chuyện vô hại biến thành những cuộc tranh luận bất ngờ. Đánh nhau là chuyện thường xảy ra, và Kim và Ben đã nhờ đến sự giúp đỡ của mục sư, cũng là huấn luyện viên hôn nhân của họ, để tìm ra cách làm cho những cuộc cãi vã của họ bớt tàn khốc hơn. Anh ấy dạy họ về siêu giao tiếp, đó là nhận thức về cách họ nói chuyện với nhau. Sau mỗi cuộc chiến, điều quan trọng cần lưu ý là điều gì đúng và sai, và những tật xấu nào cần bỏ để tiến bộ các trận đánh có thể mang lại hiệu quả và cho phép bạn tìm hiểu thêm về cả hai bên liên quan xung đột dẫn đến việc tìm hiểu về ranh giới để thực hiện phân tích cuộc chiến tốt bạn cần xác định thời điểm lùi lại một bước để có góc nhìn tốt hơn xem xét cách bạn nói những điều bạn đã làm tập trung vào một vấn đề và tự hỏi bản thân xem bạn đã thật sự giải quyết nó chưa trải qua quá trình này đủ số lần đảm bảo độ tin cậy cho các quyết định để xác định thời điểm của mình bạn nên đợi hệ thống thần kinh giao cảm của mình hạ nhiệt. Hệ thống thần kinh giao cảm là phản ứng chiến đấu, bỏ chạy hoặc đóng băng, kích hoạt trong thời gian căng thẳng. Nó gây ra nhịp tim và huyết áp cao, co thắt tĩnh mạch và làm giãn đồng tử của bạn. Để giải nhiệt, bạn có thể hít thở sâu 5 lần, nghe bài hát yêu thích, tưởng tượng nơi hạnh phúc của bạn, tương tác với thú cưng, chào mặt trời, massage hoặc kiểm tra cơ thể của bạn đảm bảo rằng bạn cảm thấy an toàn trở lại để đảm bảo rằng bạn có lý trí trước khi giải quyết tình huống ghi lại cảm giác của bạn về thể chất cảm xúc tinh thần và cá nhân khi bạn có thể nhìn rõ trở lại trao đổi những ghi chú này với đối tác của bạn và để họ làm điều tương tự hãy ghi lại những từ bạn chọn và cố gắng sử dụng câu nói có chủ ngữ tôi thay vì câu nói có chủ ngữ bạn khi bị mắc kẹt trong một cuộc chiến đừng cố chuyển sang vấn đề tiếp theo mà không giải quyết vấn đề đầu tiên Tập trung vào vấn đề đầu tiên trước khi thêm vào danh sách những điều bạn cần giải quyết, kết quả của một cuộc chiến nên là sự hiểu biết nhiều hơn về nhau, về bản thân và sự thân mật hơn. Phần 5, không phải là một nửa tốt hơn, có nhiều cách lành mạnh để kết nối cảm xúc với đối tác của bạn mà không đánh mất chính mình. Bạn cần có khả năng nói với đối tác của mình rằng họ đã đúng và có ý như vậy sau mỗi cuộc tranh cãi. Xác định xem bạn có đang đưa ra những lựa chọn phản ánh giá trị niềm tin và cảm xúc của chính mình hơn là của đối tác hay không khó duy trì ranh giới cảm xúc được xác định rõ ràng vì chúng ta muốn tin rằng chúng ta có cùng quan điểm với đối tác của mình bạn cần hiểu rằng ý tưởng ấn tượng cảm xúc niềm tin và hành động của bạn sẽ không có ý nghĩa hơn nếu chúng được chia sẻ bởi đối tác của bạn ý tưởng rằng bạn nên hoàn thành lẫn nhau là một huyền thoại rất xấu tìm kiếm điều đó trong một mối quan hệ là sai lầm vì bạn nên có những việc của riêng mình để giải quyết và không phụ thuộc vào đối tác của bạn để giải quyết chúng cho bạn thay vào đó cả hai nên xác nhận cảm xúc của nhau đòi cho mình là đúng trong một cuộc tranh cãi là điều nguy hiểm trong một mối quan hệ bạn có thể giảm bớt sức nóng của tình huống bằng cách thừa nhận rằng đối tác của bạn đúng và nhắc lại quan điểm của họ con người được tạo điều kiện để muốn giành chiến thắng trong một cuộc chiến khiến việc xác thực cảm xúc của đối tác trở nên khó khăn hơn bằng cách luyện tập, bạn có thể ghi nhận những trải nghiệm của họ, khiến họ cảm thấy tốt hơn và gần gũi với bạn hơn theo thời gian. Tìm sự cân bằng giữa độc lập và gần gũi. Phần 6. Phương pháp điều trị im lặng chết người. Đôi khi bạn cần đấu tranh với đối tác của mình, thay vì chịu đựng trong im lặng. Điều này làm ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp của bạn, từ chối thừa nhận một tình huống khó khăn, hoặc ném đá, khẳng định quyền lực và sự kiểm soát. Điều này có thể gây bất lợi cho một mối quan hệ. Sẽ luôn có những điều khó nói và bạn rất muốn tránh chúng. Một số nhà trị liệu coi các phương pháp điều trị im lặng kéo dài là một hình thức lạm dụng, gây đau đớn và thậm chí có thể ảnh hưởng đến thể chất của một người nào đó. Nó có thể gây phát ban, tiêu chảy, huyết áp cao, ham muốn tình dục thấp và các biến chứng khác. Một người lạ phớt lời chúng ta có thể có tác động tiêu cực lâu dài đến tâm trạng của chúng ta chứ chưa nói đến đối tác của chúng ta khi sự im lặng trở nên ồn ào và sự cố ngày càng lớn bạn cần đặt tên cho nó để tránh lỗi toàn bộ hệ thống nhận thức được một vấn đề nhưng không nói về nó khiến nó trở nên đáng sợ hơn nhiều xác định nó một cách cụ thể sẽ cho phép bạn chế ngự nó và sắp xếp các ý tưởng của bạn cho các bước tiếp theo các vấn đề thực sự sẽ cần thời gian để giải quyết và điều quan trọng là bạn phải thoải mái với bản thân và không mong đợi giải quyết vấn đề trong một cuộc trò chuyện nhanh chóng. Cố gắng không tạo áp lực cho bản thân để hoàn thành nó trong lần thử đầu tiên, giúp bạn giải quyết vấn đề tổng thể dễ dàng hơn. Để phá bỏ bức tường đá của bạn, hãy trình bày những điều cơ bản về cảm giác của bạn và vấn đề là gì, sau đó dừng lại, nói với đối tác của bạn rằng bạn cần nói chuyện trong 5 phút mà không đi đến giải pháp hiểu vấn đề của bạn lớn đến mức nào, sau đó sắp xếp thời gian để quay lại với nó. Phần 7, hợp đồng bí mật. Mọi mối quan hệ đều có một hợp đồng bí mật, bao gồm các giao dịch thầm lặng mà bạn thực hiện với đối tác của mình theo mặc định và theo thói quen. Các nhiệm vụ và danh tính mà bạn đảm nhận sau khi bắt đầu một mối quan hệ mà bạn sẽ tiếp tục cho đến khi chia tay hoặc ngược lại. Những hợp đồng này cần phải được xem xét thường xuyên phá vỡ một thói quen nhất định có thể đáng sợ vì các thói quen khiến bạn cảm thấy thoải mái và an toàn tuy nhiên không thể dự đoán được tình trạng của con người và các thói quen có thể thay đổi khi chúng ta không ngừng phát triển và thay đổi sửa đổi một hợp đồng bí mật đòi hỏi phải có lỗ hổng điều này tạo ra một mối quan hệ tin cậy để sửa đổi một hợp đồng bí mật bạn nên thúc đẩy sự thân mật thông qua việc chờ đợi thời điểm thích hợp để đàm phán một cách hòa bình Sử dụng những lời mời như hỏi họ xem đối tác của bạn có một phút để nói không và kết thúc bằng lòng biết ơn, cảm ơn họ và nói với họ. Họ mà bạn cảm thấy gần gũi hơn. Phần số 8. Giao tiếp vật lý. Tình dục là một hình thức giao tiếp và nhiều cặp vợ chồng có cuộc hôn nhân không tình dục. Tình dục phá vỡ các rào cản và có thể gây ra sự tin tưởng giúp củng cố mối quan hệ của bạn thông qua một chất hóa học trong não được giải phóng có tên là oxytocin. Hóc môn tình yêu và cũng thông qua dopamin, hóc môn hạnh phúc. Những cảm giác dẫn đến sự thân mật và kết nối có thể bị mất đi khi đời sống tình dục của bạn thiếu vắng, vì ý thức về giá trị bản thân của bạn có thể bị ảnh hưởng. Tất cả các cặp đôi đều yêu cầu một mức độ thân mật về thể xác để có được sự kết nối thực sự. Khắc phục đời sống tình dục của bạn cũng có thể giúp khắc phục các vấn đề khác. Tình dục có thể trở nên ít phổ biến hơn do ba điểm căng thẳng trong các mối quan hệ: ba điểm d mất tập trung từ chối và trì hoãn có thể làm tê liệt đời sống tình dục mất tập trung là việc quá bận rộn để quan hệ tình dục mặc dù nó có liên quan đến khả năng thư giãn của chúng ta giữ ham muốn quan hệ tình dục với đối tác của bạn không phải lúc nào cũng đơn giản vì nó trở nên quen thuộc và ít thú vị hơn theo thời gian để ưu tiên quan hệ tình dục bạn cần làm điều ít gợi cảm nhất đó là lên kế hoạch cho nó mọi thứ sẽ thay đổi khi bạn quan hệ tình dục thường xuyên. Phần 9. Sợ bị từ chối Việc tránh yêu cầu đối tác của bạn về điều bạn muốn là điều phổ biến và có thể gây ra sự oán giận. Yêu cầu những mong muốn của bạn là điều quan trọng để phát triển và không cảm thấy thất vọng trong một mối quan hệ. Nhảy múa xung quanh mong muốn của bạn, đưa ra gợi ý và hy vọng điều tốt nhất từ đối tác của bạn là không lành mạnh. Mọi người không cần phải yêu cầu những gì họ muốn hy vọng rằng đối tác của họ sẽ biết mọi mong muốn của họ tuy nhiên cho đến khi bạn học cách yêu cầu những gì bạn muốn hoặc cần bạn sẽ bị mắc kẹt tại chỗ và giữ mối hận thù và cay đắng nỗi sợ bị từ chối là trở ngại lớn nhất khiến bạn không yêu cầu những gì bạn muốn sau đủ số lần bị từ chối mọi người có xu hướng ngừng đòi hỏi mong muốn hoặc nhu cầu của họ bộc lộ mong muốn có thể đòi hỏi sự tổn thương lớn nhưng những người trưởng thành yêu cầu những gì họ muốn và chấp nhận rủi ro bị từ chối. Mong muốn là một yêu cầu cụ thể, nhưng nhu cầu bắt nguồn từ bản chất nguyên thủy khiến bạn cảm thấy được quan tâm và an toàn. Chi nhỏ mong muốn của bạn và tìm ra nhu cầu trong đó thông qua việc tự hỏi bản thân tại sao bạn cần chúng được đáp ứng. Đối tác của bạn không phải là một người đọc tâm trí. Yêu cầu đối tác của bạn cho mong muốn của bạn trong một khoảnh khắc bình yên. Hãy nhớ rằng một khi bạn làm điều khó khăn nhất, nó sẽ trở nên tốt hơn và mục tiêu dài hạn của bạn là mối quan hệ thân thiết với đối tác của bạn. Thực hiện từng bước một, nhưng phải cụ thể và cụ thể. Phần 10. Sức mạnh của việc lắng nghe. Lắng nghe là một kỹ năng bị lãng quên theo thời gian trong một mối quan hệ và ba thách thức lớn nhất đối với thói quen lắng nghe tốt là mất tập trung, lười biếng và cắt ngang. Lắng nghe là một kỹ năng và một công cụ, và bạn cần phải cải thiện điều đó cho mối quan hệ của mình. Thế giới công nghệ này đầy những phiền nhiễu và việc kết nối với đối tác của bạn đòi hỏi bạn phải đặt thiết bị xuống và đôi khi tạm dừng công việc của mình, nhìn vào mắt đối tác của bạn khi bạn đang lắng nghe và có ít nhất 5 phút không bị gián đoạn mà bạn chỉ tập trung vào nhau. Các cặp vợ chồng đấu tranh với quyền lực, đặc biệt là khi nói chuyện với nhau, có hai loại gián đoạn. Thứ nhất là khi bạn khẳng định lời nói của mình giữa lúc người khác đang nói và thứ hai là khi bạn tập trung quá nhiều vào những gì bạn muốn nói đến nỗi bạn ngừng lắng nghe xây dựng dựa trên những gì đối tác của bạn đang nói thay vì thay đổi chủ đề hoặc từ chối nó điều này sẽ giúp họ cảm thấy được lắng nghe và đưa cuộc trò chuyện đến một kết quả tốt hơn cố gắng đừng cho rằng bạn thông minh hơn bạn vì bạn không thể đoán được suy nghĩ của đối tác đặt ý định rõ ràng rằng bạn sẽ ở đó vì đối tác của mình trước cuộc trò chuyện Hãy đặt mình vào vị trí của họ và hiểu những gì họ đang trải qua mà không cần cố gắng tự khắc phục vấn đề. Lặp lại những gì họ đã nói để cho họ thấy rằng bạn đang xử lý thông tin của họ. Phần 11. Giống như trẻ em, như cha mẹ, thuyết gắn bó mô tả mối quan hệ giữa con người với nhau, cụ thể hơn là mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Tùy thuộc vào mức độ đáng tin cậy mà cha mẹ chăm sóc các nhu cầu của con mình, đứa trẻ có thể được gắn bó an toàn gắn bó không an toàn hoặc tránh né một động lực tương tự diễn ra trong các mối quan hệ lãng mạn của người lớn gắn bó an toàn bao gồm hòa hợp với nhu cầu của nhau sống trong hiện tại thể hiện sự thân mật tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết thể hiện cảm xúc trôi chảy cảm thấy được chấp nhận và đối mặt với khó khăn khi người lớn không cảm thấy gắn bó an toàn người ta có thể chứng kiến một số hành vi nhất định bao gồm liên tục nhắn tin cho đối tác của họ chờ đối phương giải quyết mâu thuẫn, tránh tiếp xúc cơ thể, chạy trốn khỏi xung đột, tránh mặt đối tác của họ, im lặng, xấu tính và xúi dục lòng ghen tị. Thay vì xin lỗi vì lợi ích của bạn hơn là vì đối tác của bạn, hãy chuyển lời xin lỗi đó bằng cách yêu cầu đối tác của bạn nói với bạn nhiều hơn. Đây là một cách xác thực, khám phá, tò mò và thoải mái để nói với đối tác của bạn rằng bạn ở đây để lắng nghe. Hãy tự hỏi bản thân xem câu hỏi của bạn có rõ ràng, Đồng cảm, khẳng định, tò mò hay chân thành hay không trước khi bạn đề cập đến đối tác của mình để biết thêm thông tin. Phần 12. Sức khỏe tài chính trong các mối quan hệ. Nói về vấn đề tài chính với bạn đời hoặc vợ chồng của bạn có thể khó khăn vì có mối liên hệ giữa tiền bạc và sự xấu hổ. Thay vì lập ngân sách hàng tháng để quyết định một cách hạn chế tiền của bạn sẽ đi đâu, hãy viết ngân sách giá trị, nơi bạn liệt kê những gì quan trọng nhất đối với mình và thảo luận với đối tác của mình những thứ như sự ổn định an ninh trong tương lai gia đình và sức khỏe nên được đặt lên hàng đầu trong danh sách ngân sách giá trị của bạn hãy chắc chắn rằng bạn và đối tác của bạn hiểu danh sách giá trị của nhau và so sánh để đảm bảo rằng bạn đang phấn đấu cho các mục tiêu tài chính giống nhau không ai là hoàn hảo kể cả bạn và đối tác của bạn biết điều đó hơn ai hết Giả vờ như bạn và đi trên vỏ trứng xung quanh họ ngủ ý rằng mối quan hệ của bạn quá mong manh để mang sức nặng của sự không hoàn hảo. Kỳ vọng thấp có thể là một điều may mắn khi nói đến chủ nghĩa hoàn hảo trong mối quan hệ. Thay vì nói dối đối tác của bạn về điều gì đó tồi tệ mà bạn đã làm, hãy báo cáo những gì bạn đã làm theo cách báo chí, nơi bạn nêu sự thật ở ngôi thứ ba. Điều này cho phép bạn không phán xét bản thân khi phạm sai lầm. Tiếng cười là dấu hiệu của một ngôn ngữ lành mạnh. Nó cho phép bạn thừa nhận rằng những gì bạn hy vọng trong một tình huống và những gì bạn đang đạt được có thể cách xa nhau hàng dặm. Tiếng cười ở đâu, tình yêu thường ở đó. Phần 13. Mang tất cả lại với nhau. Không thể nói lời cảm ơn quá thường xuyên trong hôn nhân. Thể hiện một chút đánh giá cao là điều quan trọng trong bất kỳ mối quan hệ nào, đặc biệt là mối quan hệ lãng mạn. Những mối quan hệ thiếu lòng biết ơn cuối cùng sẽ phải trả giá vì có mối liên hệ giữa việc thực hành lòng biết ơn và gia tăng hạnh phúc cá nhân nuôi dưỡng lòng biết ơn làm tăng hạnh phúc chung và điều quan trọng là biến trải nghiệm nội tâm của bạn về cảm giác biết ơn thành một biểu hiện của lòng biết ơn khi bạn là một phần của một cặp vợ chồng nói lời cảm ơn giống như một phép thuật và cảm thấy biết ơn thôi chưa đủ mà bạn phải thể hiện điều đó theo những cách có thể quan sát được đối tác của bạn sẽ không biết rằng bạn đánh giá cao họ trừ khi bạn truyền đạt điều đó và khi bạn tập thói quen thể hiện sự đánh giá cao với họ nó sẽ cải thiện sức khỏe tổng thể của mối quan hệ của bạn thể hiện lòng biết ơn truyền tải sự tôn trọng đối với đối tác của bạn một cách tốt nhất việc mọi người bỏ lỡ cách hành vi của họ có thể ảnh hưởng đến trạng thái cảm xúc của đối tác là điều tự nhiên mặc dù họ là những sinh vật có hệ thống giác quan được điều chỉnh cao với khả năng nhận thức và xử lý cảm xúc tốt có những giới hạn dẫn đến hậu quả khi nói đến lượng thông tin chúng ta có thể giữ lại nhận thức của chúng ta có thể có những điểm mù đặc biệt là khi nói đến những thứ không thu hút sự chú ý của chúng ta khi điểm mù của bạn liên quan đến đối tác của bạn mối quan hệ của bạn sẽ bị ảnh hưởng một trong những điểm mù lớn nhất trong hôn nhân là thiếu sự đánh giá cao đôi khi thật dễ dàng để nở nụ cười với người khác nhưng với đối tác của bạn thì không vì cảm xúc thật của bạn có thể bộc lộ ra ngoài ngay cả khi đối tác của bạn có vẻ bình tĩnh có thể còn nhiều điều nữa đang diễn ra bên dưới bề mặt bình lặng cảm xúc đói từ đối tác của bạn dẫn đến sự cô đơn cố gắng đối xử với đối tác của bạn với sự tôn trọng giống như cách bạn dành cho một người lạ và điều này là do chúng ta có xu hướng tin tưởng rằng đối tác của mình sẽ yêu chúng ta ngay cả khi có hành vi tồi tệ đặc biệt thoải mái khi biết rằng bạn không cần phải liên tục hạnh phúc khi ở bên người bạn đời của mình sự thoải mái và tin tưởng của chúng ta là quan trọng nhưng có một ranh giới mong manh giữa thoải mái và thô lỗ hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng các từ vui lòng và cảm ơn ngay cả khi bạn không ở trong tâm trạng tốt nhất khi nói chuyện với đối tác của mình điều này chỉ đơn giản là giảm bớt sự bướng bỉnh và hành vi độc hại khi cảm ơn đối tác của bạn hãy cụ thể và nêu bật sự hy sinh của họ cũng như điều đó đã mang lại lợi ích cho bạn như thế nào Điều này dẫn đến quan điểm rằng bạn đánh giá cao những gì họ đã làm và cũng đánh giá cao họ. Làm như vậy sẽ giúp đối tác của bạn ghi nhớ các sự kiện và bằng chứng rằng họ được đánh giá cao. Viết ra những trường hợp khi bạn phát hiện vợ chồng mình thực hành hành vi tốt bằng cách làm điều gì đó chu đáo hoặc tử tế, nhận thấy nó là đủ và bạn sẽ có một trang đánh giá đầy đủ trước khi bạn nhận ra. Phần 14. Tác giả phong cách Kim và Ben Holderness thay phiên nhau viết về cuộc chiến của họ theo quan điểm của riêng họ hoặc bổ sung cho các tuyên bố của nhau. Phong cách của họ đơn giản và dễ làm theo. Đồng thời họ cung cấp bản phân tích sau trận chiến, các hoạt động, đồ họa thông tin và biểu đồ dòng chảy. Lời khuyên của họ đến từ người bạn lâu năm của họ, tiến sĩ Christopher Edmonston, mục sư của nhà thờ và là nhà tư vấn hôn nhân. Họ giải quyết những người đã kết hôn và muốn ở lại như vậy. Phần 15. Góc nhìn của các tác giả. Kim và Ben Holderness đã kết hôn được 16 năm. Họ là những người sáng tạo nội dung trên YouTube. Họ tạo ra các video ca nhạc, vlog, tiểu phẩm và podcast vui nhộn. Video của họ đã thu hút được hơn một tỷ lượt xem trên toàn thế giới. Họ giúp các công ty quốc tế tạo video của riêng họ, đồng thời đã sản xuất và viết kịch bản cho Storyboard, Pháp Hôn Entertainment và Velcro Company họ đã mất hơn 3 năm để nghiên cứu, viết và xuất bản cuốn sách này. Phần 16. Đóng cửa. Chúng tôi hy vọng bạn thích thông tin chi tiết về Kim và Ben Holderness Mọi Người Chiến Đấu. Mua cuốn sách để tìm hiểu thêm. Họ giúp các công ty quốc tế tạo video của riêng họ, đồng thời đã sản xuất và viết kịch bản cho Storyboard, Pháp Hôn Entertainment và Velcro Company. Họ đã mất hơn 3 năm để nghiên cứu, viết và xuất bản cuốn sách này. Phần 16. Đóng cửa. Chúng tôi hy vọng bạn thích thông tin chi tiết về Kim và Ben Holderness Mọi Người Chiến Đấu. Mua cuốn sách để tìm hiểu thêm. Họ giúp các công ty quốc tế tạo video của riêng họ, đồng thời đã sản xuất và viết kịch bản cho Storyboard, Pháp Home Entertainment và Velcro Company. Họ đã mất hơn 3 năm để nghiên cứu, viết và xuất bản cuốn sách này. Phần 16. Đóng cửa. Chúng tôi hy vọng bạn thích thông tin chi tiết về Kim và Ben Holden Mọi Người Chiến Đấu. Mua cuốn sách để tìm hiểu thêm.